Và hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của Ngọc Tuấn và Sushi. Tại anh đang thèm sushi. Thì hiện tại lịch trình của chúng mình sẽ là đi đến Lotte Mall Tây Hồ. Thực ra Lotte Mall Tây Hồ nó mở ra từ lâu rồi, nhưng mà bây giờ bọn mình mới có cơ hội để đi, tại vì nó khá là xa. Vừa đến mình check Google thì từ nhà mình đến đấy nó rơi tầm khoảng độ là 19 cây. Xa vãi chửi anh em ạ. Nên là sao hôm nay là nghe nói ở đây có nhiều món ngon, nhiều chỗ chơi, nên là hôm nay chúng mình sẽ quyết tâm đến đấy Làm food làm một vòng food tour tour. Let's xem đấy có cái gì ăn uống chơi, mình sẽ quay cho mọi người xem nhá. go. Hiện tại thì đường tắc lắm mọi người ạ. Mọi người xem này. Đây. Đấy. Trên Google thì nói là khoảng cách từ nhà mình đến Lotte Mall thì chỉ tầm 3-40 phút thôi. Nhưng mà với cái tình hình đường như thế Đi như con rùa này bò này phải cả đấy. tiếng rưỡi. Trời nên là sắp mưa mọi người ạ. Ai, chắc phải cả tiếng rưỡi tới mọi người ạ. Đói quá, tôi sẽ ăn hết cả Lotte Mall Tây Hồ. Nhiều món lắm em, có khi đến cả 100 món đấy, ăn được sao hết. Với lại trời hôm nay có vẻ sắp mưa các ông ạ. Đây nhìn này. Hôm nay mưa cả ngày rồi mới tạnh một xíu. Lúc đầu là định đi quay trung tâm cơ, làm tour mùa thu Hà Nội. Nhưng sau đấy thấy trời âm u quá, có khả năng là sắp mưa. Thôi, Dẫn đổi anh ý em định. đi Lotte. Với cả cái này bọn mình cũng chưa đi bao giờ nữa. Đi thử xem thế nào nhỉ. Ở đây, sau khi không phải là 1 tiếng rưỡi mọi người ạ, mà tận 2 tiếng đồng hồ chúng tôi đã đến tới Lotte Mall Tây Hồ. Có cảm nhận gì không vậy? Đói mà. Ok, thế bây giờ chúng mình sẽ vào để food tour Lotte Mall Tây Hồ. Ui, đẹp đấy. Đi lên nào. Ta xem nào. Ui, đẹp thế. Đây, đến gần gần cho mọi người xem nha. Đây là vòi hoa sen hay là vòi hoa gì đấy không biết. Ok, đi thôi. Lần đầu tiên bước vào Lotte Mall Tây Hồ. Trời ơi. Cái gì cơ? À, bên này. Sure. Và trong đây là khá là rộng. Vợ vợ cô quay mặt thấy xem. Cảm giác ở đây nào. Ui, rộng lắm mọi người ạ. Đi tiếp. Bây giờ đói chưa vợ? Và giờ hiện tại chúng mình sẽ đi ăn mọi người ạ. Tầng ăn hình như theo mình kiểm tra trên Google sẽ rơi vào tầng 2, tầng 3 gì đấy. Ở đây có cầu thang máy vậy ạ. Nó đẹp vãi chửi anh em ơi, nhìn này. Hả? Đi này. À đây đây, có cầu thang máy mà. Giờ mình đi như này cũng được. Ui, ở đây đẹp lắm mọi người ơi. Nhìn nó như kiểu là đi trước tương lai ấy. Ở đâu? Dior hả? Hôm nay anh sẽ cho em được làm bu một ngày. Anh sẽ là trải. Và chỉ nói một câu sẽ là mua. Được không? Ở đây có nhiều hãng nổi tiếng lắm anh em. Zara, Chanel, Dior, Pull&Bear. Rồi. Hello mọi người đi. Đói chưa? Hôm nay vợ chọn món gì? Hôm nay cửa hàng chúng mình ăn sẽ là món tan tan. Khá là hot. Lấy mình một set S. Thế thôi. Rồi trả tiền cho mình. Hay là em muốn ăn đồ gì? Ê, bánh này có làm bánh tráng miệng trước không? Cho anh một bánh xếp Đài Loan. Anh dùng trộn sốt cay luôn à? Cái này là trộn sốt cay, còn cái này có là trộn có sốt quá cay không? Hơi
số cây là giờ cứ số cây đi. Ờ, cho anh một số cây đi, tính tiền cho ông xã. Một phần đấy thôi, có ăn thêm gì không vậy? Ăn nhiều nhiều rồi nha, đừng có đòi đi giảm cân nữa nhá. Hôm nay không cho giảm cân, hôm nay là ăn bung lụa luôn đi. Ờ, hiện tại chúng mình đã được hai món rồi. Ok anh, cảm ơn. Bây giờ món nước. Hello mọi người, và sau khi đi một vòng Lotte Mall Tây Hồ, bọn mình đã gọi được những món sau đây. Để tại em. Xinh nhở? Đây là món mì tan tan. Từ từ. Ok. Thì bảo là best seller phải đến ở Lotte Mall Tây Hồ đấy mọi người ạ. Món này cực kỳ nổi. Mì tan tan. Mà mọi người có thấy này, họ làm một cái bát hình bán nguyệt, nhìn xinh nhở? Ở trong đây hình như là có mì này, có trứng này, có thịt này. Tí nữa mình ăn thử xem như thế nào nhá. Nó ngon không đã? Chảy hết nước miếng. Chảy nước miếng. Đây, còn đây là món còn gì? Đây là cơm gà, gà rán trộn hay sao mọi người ạ? Nhìn cũng hấp dẫn, mình gọi thử xem. Đây là một combo. Thì cái này lúc nãy hình như có giá đâu đấy là 110 mấy nghìn thì phải mọi người. Ok, còn đây. Đây đúng không? Set này là 118 nghìn, thêm cả VAT vào thì là sẽ tầm 128 nghìn, thì giá cũng hợp lý đấy. Còn đây là một món anh Tuấn thì qua đòi phải ăn bằng được. Mình rất thích món này. Ừ, cái này thấy ở đấy ghi là bánh xếp. Ừ, cái tên là bánh xếp tròn, nhân thịt lá hẹ với lại sốt cay. Thì món này lúc nãy anh gọi là bao tiền? Anh không biết, anh không coi giá. Hình như là tầm 60-70 hay sao mọi người ạ? Tầm 68 nghìn. Tầm đấy, chắc mình nghĩ VAT nữa thì vào sẽ tầm 70-80 nghìn. Đấy, tầm đấy. Đây còn món này. Ở đây, ui, hấp dẫn. Cái này bọn mình mua xiên nướng ở quán Thái Tốc Tốc. Nhìn quán này quán gì? Thái Tốc Tốc, ở đằng kia kìa. Đấy, ăn thử xem mọi người ạ. Ở đây có 5 xiên nhé. Nhìn hấp dẫn lắm. Nóng hổi luôn, thơm lừng. Còn đây là cái sốt chấm ăn với xoài chua thì phải. Đói rồi. Đói gì nữa? Đây, chà xoài siêu to, siêu khổng lồ. Okay. Mua ở quán Thái Tốc Tốc luôn mọi người ạ. Okay. Bây giờ mình bọn mình ăn thử nha. Cơm trộn gà rán trước mọi người ạ. Mình thấy ở đây hình như là có gà rán này. Có hình như cái này là trứng thì phải. Trứng, rong biển, hành, sốt mayonnaise, với lại là cơm này. Đấy, trộn lên thử nhá. Trộn lên thử nha. Thì hấp dẫn. Phải trộn đều đều nó vào. Hấp dẫn quá mọi người ơi, không biết trong có cái sốt gì nâu nâu nó nhìn khá là hấp dẫn. Anh đang chảy nước dãi. cameraman thì chỉ thế thôi. Đấy, chỗ đây mình ăn thử một miếng nhé. Ăn đi. Cảm giác thế nào? Ngon cực. Lần đầu đi ăn Lotte Mall. Cái gà ấy nó rán giòn, nó vị rất là vừa nhá, mặn mặn ngọt ngọt. Thêm với lại cái trứng này này, cái này giống như là trứng rán nhưng mà trứng rán nó không khô hoàn toàn ấy. Đấy, sốt mayonnaise. Cái là ngon nhất mình thấy ở trong đây hình như là có cái dầu mè và cái rong biển, ăn ngon cực. Dầu mè và rong biển hả? Ừ, ngon lắm. Nhìn đã quá ha. Ngon. Okay. Thôi gọi nha mọi người. Rồi. Tỏ món khác đi, ăn món khác, ăn đánh đấy rồi hết cả bát của chồng đi. Thử món mì nhá. Món mì hả? Mì đây gọi mì gì nhỉ? Mì tan tan. Tan tan à? Ok. Theo mình thấy hình như là... Đây, mình bưng bát này nhá. Ở đây mọi người nhìn nè. Có trứng nè. Có cái sốt gì đấy, nó đỏ đỏ. Nhìn là khả năng là sẽ béo béo ngậy ngậy đấy. Có thịt bằm, hành và mì. Để ăn thử nhá. À, và đây không phải là clip để quảng cáo đâu nha mọi người. Đúng rồi. Bọn mình đi test hàng. Test đồ ăn đấy thôi chứ không được nhận tiền booking các thứ gì đâu nha. Ô, có giá này, có giá. Đấy, đầu tiên mình sẽ gắp một miếng mì nhá. Khá là trơn nhá. Mì này là mì tươi sao mọi người ạ? Nhìn có vẻ là mì tươi ấy. Ngon thế. Một ít giá này, một ít thịt này. Ít nước nhá, ít nước súp nhá. Ngon không? Ngon cực, béo béo, không thơm. Em không biết là họ nấu bằng cái nước sốt gì nhưng mà béo cực kỳ. Rồi xong với cái ăn cay không? Không cay lắm đâu, nó chỉ hình như cay là muốn cay không, đấy là do mình hay sao? Mình có thể, mình nghĩ là có thể nói gia giảm với quán đấy. Mà ăn thử một ít trứng. Mình là một người rất thích ăn trứng ngâm nước tương.
gọi là trứng ngâm mắm cũng ngon. Ngon, chuẩn vừa lắm. Tiếp đi, đói em rồi, ăn món này đi. Món này món gì? Ăn đến giờ hết cả bạn. Cái đấy là bảo là bánh xếp. Bánh xếp ăn đi, em thử miếng đi. Cảm nhận để giới thiệu cho mọi người xem bánh xếp như thế nào. Thì mình ở đây có nước tương và sốt cay mọi người ạ. Bọn mình chọn sốt cay. Nhìn có vẻ ngon đấy nhỉ. Đây, nhìn đầy đặn chưa? Vỏ bánh khá là mỏng, nhân dày. Mình thử nhá. Ok. Được. Nó cám, nhân mình thấy là món này khá là ổn. Có như là có tê tê được nữa. Khá là ngon. Nhưng mà không cay lắm đâu. Ăn khá là ổn. Ok, không cay là được rồi. Tiếp tiếp đi, ăn xiên. Xiên nha. Ở đây thì một phần này bao nhiêu tiền? Anh không biết. À, một phần này hình như là 110 mấy nghìn đúng không? Ở đây được mọi người ạ. Được 5 xiên. Trà Thái chưa thuế nhé. Trà Thái, trà xoài thì sẽ tầm 70 nghìn. Còn thịt 5 xiên như thế này sẽ là 208 nghìn. À, hiện tại đang có chiết khấu giảm giá trà xoài 30 nghìn. Thì tổng cái hai cái món này bọn mình đặt là một phần thịt xiên 5 cái với lại một cái trà xoài sẽ là 178 nghìn, bao gồm cả thuế. Bao gồm cả thuế nha mọi người. Thì như cái này là chấm bằng nước mắm à? Đây, đây là khả năng là cái sốt mắm họ làm khá là đặc đặc sệt sệt. Thì em đoán cái vị của nó sẽ là chua cay mặn ngọt. Ok, thử nhá. Cameraman thì được nhìn thôi mọi người, cứ được ăn đâu. Thơm cực mọi người ạ. Ai nhìn thèm vậy? Ngon, thịt mỏng nước luôn. Hả? Cầm với thịt à? Thì cái vị của nó sẽ thiên về mặn ngọt vừa phải. Chấm với cái nước sốt này nó sẽ hơi chua chua mặn mặn ngọt ngọt. Ăn khá là cuốn mọi người ạ. Ngon thế. Mình nghĩ ăn lại đúng là họ nên cho xoài thật. Ăn xoài chung nó sẽ đỡ ngấy hẳn. Nó có cả xoài nữa hả? Ăn ngon, khá là ngon. Xoài chua nhá. Ăn với thịt rất là hợp. Ăn xoài hay ăn thịt? Ăn xoài chứ đang đói ăn thịt. À, ăn nhầm. Đói mà mắt chóng mặt nói lộn à. Đây, ngon lắm mọi người ạ. Đây, mời mọi người này. Cực kỳ ngon. Bây giờ mình sẽ thưởng thức bữa ăn của mình. À, mứt bang. Trà xoài mình thấy khá ổn. Không gọi là xuất sắc nhưng mà vị nó khá là ổn. Ngọt, ngọt vừa phải, thơm mùi trà. Không biết là uống cái này có mất ngủ không. Ngon. Nhai nữa giờ luôn. Ăn thôi, ăn thôi. Cái này ngon nhá. Ngon không? Ngon lắm. Anh chưa được ăn thử này, cái này hình như nó có cả. Hơi cay. Hơi cay á. Nhìn ít ít thế mà nhiều món hết chứ. Nhiều mà. Em để anh ăn thử cái món cơm. Cái món Thái này đang được giảm giá. Ủa. Xoài này là xoài ngâm nước mắm nha. Ngâm mắm ngon cực, ngâm mắm chua ngọt, cái món ngày xưa nhà em hay làm. Cái này mọi người ạ, cái món xoài ở đây là giống món mà ngày xưa hồi mẹ bé mẹ mình hay làm, đấy là xoài ngâm với nước mắm mặn ngọt đấy, ăn với cơm, đưa cơm cực, đúng cái món đấy luôn mọi người ạ, nhớ tuổi thơ cực. Mọi người nhá. Ngon. Chưa ngon. Hơi, ăn này hơi khát nước. Rồi to nhỉ, anh cũng đợi anh để mua 2 chai. Nhưng mà thấy cái đứa bên cạnh nó đưa 1 chai to đúng này thôi rồi thôi. Lúc đầu là anh định mua 2 chai đấy, nhưng mà thấy bạn một bạn nữ nữa, bạn đi mang 1 chai ra, trời cho em 1 chai rút đơn rút đơn. Hên còn kịp. Hên là còn kịp. Mời mọi người nhá. Ngon cực. Ăn cái thịt này phải ăn với một miếng xoài. Nhờ, dễ giống ăn xoài. Xoài này đã ngâm với nước mắm mặn mặn ngọt ngọt rồi, ăn rất là hợp. Ngâm với gì ạ? Nước mắm mặn ngọt.
Hồi bé mẹ em hay làm món này là xoài sợi bào ra, xong lấy nước mắm, mắm pha với ít đường với ít gia vị, xong ngâm xoài rồi ăn cơm, đưa cơm cực. Ngon. Quay. Cơm này anh chưa ăn thử mà anh nghĩ nó sẽ rất là ngon. Ngon cực, gà rất là giòn, gà giòn cộng với lại cái rong biển mặn mặn với lại cái sốt, có sốt mayonnaise này, mayonnaise ở Việt Nam là đọc mayonnaise đúng không, với lại cái dầu mè ăn thơm cực. Ngon. Thèm chưa? Nhìn rất là đầy đặn. Gì đó, nó đang lính. Cái này nó không có nước chấm, cái nước chấm nó đã ngâm trong rồi đấy. Em cũng sẽ làm một miếng. Đây, núng na núng nính. Nhìn vỏ khá là mỏng nha mọi người, nhân khá là đầy đặn, ngâm với trong cái nước sốt. Hình như là nước sốt nước tương với lại hơi cay cay. Dầu cay thì phải, ăn khá là ngon. Được. Và sau khi ăn nó vãi cả trưởng ra thì chúng mình sẽ đi thủy cung. Tiền mặt đi em. 560.000 hai người lớn, vị trí là bao nhiêu tiền một người? 280.000 cho một bé. Anh cảm ơn. Thank you. Đây anh đưa cho. Anh cảm ơn. Thì tí nữa có người ta chỉ cho mình cách đi như thế nào. Cho em gửi giá hai vé và kèm theo một cái bộ trợ giảm giá khi anh chị dùng bữa tại Lotteria cửa hàng gà Lotte. Gà Lotte. Lotte ở đâu cũng được đúng không? Một số cửa hàng mình có thể lên trang web đọc cũng em nhá. Anh cảm ơn. Nên cất vào trong túi vợ giúp anh cái, anh đang cầm máy. Đây là cá thật đúng không hay là 3D? Cá thật đấy hả? Anh bị lừa tình nhiều quá vậy, anh tin sự thật. Ok, đi thôi. Lotte Mall. Đây là thủy cung em ạ. Lúc đầu tôi tưởng đây là 3D, hóa ra là cá thật nha mọi người. Là cá thật nha. Đi thôi. Summer VIP. Đây này, cá đây này, đây là cá thật nha. Cá này là cá gì? Anh không biết đây là cá gì nhưng mà đây là cá thật. Thế không có tên chủ đấy đâu nhỉ? Nhưng mà cái đây là cái phòng to xinh quá, nhìn như gỗ luôn. Cá này gọi là cá dọn bể. Cá Tuấn. Cá Tuấn. Xúc cái mông giờ. Vé đâu, vào thôi. Vé đây. Anh không biết. Thì cứ đưa 3 tờ cho họ đi. Đây là cái vé, còn đây là hóa đơn. Ở đây sẽ có những gì, tôi sẽ đi khám phá thủy cung ở trong Lotte cho anh em xem. Không. Nhưng mà không biết ở đây nó có đã có nhiều cá chưa. Tại vì trước mình coi review thì về chưa nhiều cá lắm. Và đây là một bể cá koi mọi người ạ. Đẹp chưa? Xây nhà có bể cá koi hả? Đợi anh giàu đã nhá. Cái gì? Có sen giả này, tại sao không trồng sen thật?
chân thật nó không được ổn cho lắm. Không, đúng không cá? Đúng rồi. Hello, hello các bạn cá. Con nào béo nhất con đấy là cá con. Đạp cho cái rồi, đi. Đi tiếp kìa em. Đây, ở đây sẽ có cầu thang máy, đi hết sức cẩn thận nha. Úi xời ơi. Hình như ở đây có cả cái gì nhỉ? Gọi là gấu Bắc Cực à? À đâu? Chim cánh cụt nhưng mà hiện tại chắc là chưa có. Rồi, để quay mọi người xem. Rồi, cái này cá này là cá xoa đúng không mọi người? Ấy, nhìn cái mồm này nhìn giống xoa đấy. Xem nào, nhìn mồm nè. Xem cái mỏ nào. Nhìn đẹp phết ha. Hello. Nó không sợ. Hello. Sợ tao này. Sợ tao hả? Đi tiếp này em. Đi phun luôn. Cái gì đang sợ được nó không? Wow, đẹp vãi anh em ạ. Cá này là cá gì đấy? Cá quả này. Có cá mập không? Bây giờ em phải có cái sức mạnh của người cá. Đâu xem nào. Đấy, xem đây. Ui, to chưa? To đéo chịu được luôn. Con này phải mấy chục cân. Con này phải trăm cân. Trăm cân chắc không đến đâu chị. Ui, to thế. Nhìn cái mồm này giống em hết. Đá cái. Đá cái rồi. Con này có độc không vợ? Có. Nhưng con này có ăn được không? Được. Ăn được hả? Người Việt Nam thì cũng ăn được hết. Vậy hả? Ừ. Đẹp quá anh em ơi. Môi này đẹp chưa? Gương này. Hello mọi người. Wow. Beautiful one. Wow, nhưng mà em thích con này, nó không có cô rô. Nè. Như trong phim kiểu 3D. Nào, nó có cái tù rua đẹp không? Nó đẹp vãi. Anh nhìn chùa. Cái lúc nó chuyển động nó bơi được cái tù rua đó là nhìn đẹp chưa? Nhìn kiểu như ba cái phim mà phim khoa học viễn tưởng. À đó. Đấy có cái gì sợ gì bay chứ. Nó đẹp chưa? Còn con này nó không có tù rua. Con này nó không có tù rua. Con này chân nó ngắn. Chân ngắn giống em. Cho anh em xem. Wow. Beautiful luôn mọi người ơi, đẹp vãi cả trưởng. Trong đây con cá chu tê cực. Con cá gì? Con cá bò. À đây, nếu mọi người để ý kỹ nó sẽ đang ở trên cái con san hô ấy. Đó, nó có hai sừng ấy. Cá nóc hầm sừng. Cá nóc hầm sừng. Bên này sẽ là cá gì? Wow. Ồ, đây con rắn này mày. Ui, con rắn nhỉ. Con rắn đây là con gì ấy? Đây không phải rắn mà nó cái con gì ấy. Không biết có ăn được không? À, em chưa tròn cua chưa? Tàn. Hello. My friend. Where are you from? From Sumi cứ thối. Hi. To chưa? Hí. Beautiful luôn. Ở đây nó có con cá gì?
mọi người, thực ra ở đây lúc mình đến là hình tròn tròn đúng không, nhưng mà làm sao, nhưng mà khi dí gần vào nó là cả một thế giới, thấy chưa, to lắm. Địa điểm đóng dấu, đóng dấu gì này vợ, đưa tay đây, đưa tay đây, ông sẵn đóng dấu nào, nhanh lên, úp 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 úp, đóng anh lên, thế đóng đi. Yeah, cái gì đây, không biết là viết cái gì. Đi tiếp nha. Wow. Và đây hình như là chỗ mà có nàng tiên cá họ hay bơi ở đây này mọi người. Ra đứng gần gần vào một chút em. Ra gần gần vào vào một chút xem. Bình thường vào những cái khung giờ nhất định ấy thì sẽ có nàng tiên cá ở đây, họ sẽ bơi. Có con cá đuối này. Ấy, nó đang bơi. Ta đứng gần gần vào. Đi. Sao lại tự nhiên lại đứng đây? Đi cẩn thận nha, chỗ này nó có mấy cái bậc, nó không được chuẩn. Không được chuẩn cho lắm. Chụp hình. Tí chụp cho. Quay gần gần vào đây. Ui, con cá to chưa? Ui, cẩn thận, hụt chân đấy. Beautiful nữa mọi người. Con này nó to quá chưa? Hí, chào cậu. Hí, chào cậu. Thế nào, no chưa vợ? No, căng bụng. Thế là xong, hôm nay đã kết thúc một buổi đi lót tên môn Tây Hồ của vợ chồng mình. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem đến cuối clip. Các bạn yêu quý vợ chồng mình nhớ like, subscribe bọn mình nhé. Và bây giờ chúng mình sẽ đi làm ván game. Yes, bye bye mọi người.